Gửi lời cảm ơn tới anh chị Misa sáng hôm nay làm MC. Cảm ơn chị Hà đọc sách rất là hay. Cảm ơn tất cả các anh chị trưởng nhóm cũng như là tất cả các anh chị đã có mặt trong Zoom. Bây giờ thì mấy anh chị mình sẽ cùng với nhau rèn luyện thói quen của người thành công, luôn luôn hoàn thành mọi thứ bên trong tâm trí trước khi bắt đầu. Sau khi đọc những trang sách ngày hôm nay thì các anh chị mong muốn rằng là mình sẽ có những cái tư duy gì, có cái kết quả gì trong cuộc sống của mình, và hãy hình dung như thể là mình đã có nó rồi nha. Cảm ơn cả nhà. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều nha. Chúng ta đã đi qua ngày hôm qua chương 1 đó là về khát vọng. Thứ hai đó là mình đi qua là về cái niềm tin. Các chị nha, chị sẽ ôm lại xíu. Đầu tiên để mà mình có thể biến những cái mong muốn của mình bên trong tâm trí trở thành tài sản vật chất phía bên ngoài, thì thứ nhất là mình cần phải có khát vọng. Mình cần phải có một cái lý do, cái gì một lý do đủ lớn vì sao mình lại mong muốn đạt được cái điều đó. Cái chị ha, lý do mà đủ lớn bao nhiêu thì mình lại càng hành động mạnh mẽ bấy nhiêu, và cái lý do đó nó cũng giống như là một cái sợi dây, nó sẽ giúp cho mình đi đúng hướng mà không phải bỏ cuộc, không bỏ cuộc. Còn nếu như một cái mục tiêu mà mình không biết được lý do vì sao mình phải làm điều này thì mình rất là dễ, thứ nhất là không có hành động, không hành động mạnh mẽ, và mình sẽ rất là dễ bỏ cuộc. Là thành ra các anh chị phải luôn biết được lý do vì sao mình lại mong muốn đạt được những cái mục tiêu mình đặt ra. Thứ hai đó là về cái niềm tin, niềm tin nghe chị rằng là mình có thể làm được, mình có thể đạt được những mục tiêu của mình. Vậy thì nếu như mình chưa tin thì các anh chị có thể sử dụng cái công cụ đó là tự kỷ ám thị. Hôm qua Diễm có giao cho các anh chị một cái bài tập, đó là mình về mình sẽ bắt đầu chuyển hóa những cái suy nghĩ của mình, đúng không? Chuyển hóa những cái niềm tin của mình. Rồi mình viết ra xem mình đang có những cái niềm tin nào mà nó không có hỗ trợ cho mục tiêu. Việc của mình là mình phải chuyển hóa, thay đổi lại thành những cái niềm tin hỗ trợ cho sự thành công và giàu có của mình. Sau đó thì mình sẽ ghi những cái niềm tin đó vào bài thôi miên. Hoặc là các anh chị có thể đọc chung với lại 17 tư duy triệu phú, đọc tuyên bố mỗi ngày. Thay vì mỗi ngày mình đang đọc 17 tư duy triệu phú, đúng không ạ, thì mình sẽ đọc thêm những cái niềm tin mà mình mong muốn cài đặt lại cho bản thân của mình. Như vậy nha, có thể là trong những ngày đầu mình đọc á, thì mình thấy rằng là những cái thói quen cũ, những tư duy cũ của mình nó vẫn còn. Nhưng mà khi mà lặp đi lặp lại đủ nhiều, khi mà tiềm thức của mình thấm nhuần, thì sẽ bắt đầu nó sẽ thay đổi qua cái cảm xúc cũng như cái hành động của mình và tạo ra một cái kết quả mới. Nên là việc của mình là phải kiên trì, kiên nhẫn, tự kỷ ám thị bản thân và bắt đầu mình là thay đổi thông qua hành động của mình mỗi ngày. Đây là bài tập ngày hôm qua ha. Có bao nhiêu số các chị mình đã bắt đầu làm bài tập này rồi, các chị comment tôi ạ. Phải thay đổi lại niềm tin đó nghe chị, mà kiên trì, kiên nhẫn. Chẳng hạn như bây giờ 17 tư triệu phú, đúng không ạ, thì các chị có thể đọc thêm. Tôi là một bậc thầy
bán hàng hay bật thầy marketing gì đó đúng không? Khách hàng của tôi đến với tôi nhiều như hơi thở, xếp hàng dài không đủ để tôi không đủ thời gian để phục vụ. Có nghĩa là mình có những cái niềm tin nào mỗi ngày và bây giờ cái chị mong muốn thay đổi nó thì đổi ngược lại, và sau đó mình lặp đi lặp lại nó mỗi ngày. À, và trong cái cuốn sách mình vừa đọc có một câu thơ rất là hay mà tác giả ghi này: nếu mà bạn nghĩ rằng là bạn đã bị đánh bại thì bạn đã bị đánh bại, nếu mà bạn nghĩ rằng là bạn không dám thì bạn không bao giờ dám làm gì cả, nếu mà bạn muốn chiến thắng thì bạn phải nghĩ, nhưng mà bạn nghĩ rằng bạn không thể thắng nổi, dạ thì chắc chắn là không thể thắng nổi rồi. Và mọi thành công nó đều bắt nguồn và hành và đồng hành cùng ý chí, tất cả đều tùy thuộc vào cái trạng thái tinh thần. Và câu này hay đây: nếu mà bạn nghĩ rằng bạn vượt trội thì bạn đã vượt trội, nếu mà bạn nghĩ thật là cao, thật là xa để bay cao hơn, bay xa hơn nữa, thì bạn phải tự tin ở bản thân của mình. Và trước khi bạn có thể giành được cái vòng nguyệt quế, những cái cuộc chiến trong cuộc đời, không phải là những người mạnh hơn, nhanh hơn bao giờ cũng thắng, nhưng sớm muộn gì thì người chiến thắng cũng là người tin rằng anh ta sẽ thắng. Nghe chị, niềm tin quan trọng lắm. Nên là hôm bữa chúng có xem một cuộc phỏng vấn của Ronaldo, mà lúc đó Ronaldo còn trẻ, lúc chưa nổi tiếng gì đâu, chỉ là một cái cầu thủ trẻ mới đi đá bóng thôi. Thì có một cái người phỏng vấn hỏi ảnh, hỏi Ronaldo rằng ai đang là cái người cầu thủ số một thế giới, thì anh ấy trả lời rằng tôi tôi nha. Mà lúc đó là mới đi đá banh thôi, chưa ai biết tên anh ấy đâu ạ, còn rất trẻ luôn. Anh ấy nói xong rồi cười, những người bạn của anh ấy nhìn qua anh ấy như thế này và họ cũng cười, những cái đứa trẻ với nhau ấy, và nó còn ghi lại cái đoạn đó cái gì. À, nên là thành ra là những cái gì mà Ronaldo đang có hiện tại không phải là do may mắn, cũng không phải là do hên xui ngẫu nhiên như chị nha, mà chính xác đó là do những cái gì mà anh ấy đã đưa ra cái quyết định rất là vững vàng, kiên trì kiên nhẫn với quyết định của mình, và anh ấy khai mở được tiềm thức của mình. Hoặc là nếu mà các anh chị hay nghe những cái cuộc phỏng vấn của những người thành công, thì rất là thích nghe những cuộc phỏng vấn của những người thành công như chị, đặc biệt chẳng hạn như những cuộc phỏng vấn của Elon Musk, của Bill Gates, hay là của những người thành công, thì rất là thích nghe để mình học cái tư duy của họ. Thì có một cái buổi phỏng vấn của Elon Musk đúng không ạ, người ta mới hỏi ông rằng là khi mà ông ấy start up khởi nghiệp cái công ty mà gọi là phóng tàu lên vũ trụ ấy, thì có bao giờ ông ấy nghĩ rằng nó sẽ bỏ cuộc không? Bởi vì trong thời gian đầu tiên đúng không ạ, nó không không thuận lợi và cả thế giới đều nói về cái điều đó là ảo tưởng. Nhưng mà ông ấy bảo rằng là trong bên trong tâm trí của ông ấy không bao giờ ông ấy nghĩ tới cái việc đó là ông ấy sẽ bỏ cuộc. Ông ấy sẽ làm cho đến khi thành công, hoặc là khi mà ông ấy già, ông ấy tới tuổi ông ấy lên đường. Nhưng mà chưa bao giờ là ông ấy sẽ nghĩ tới cái việc là ông ấy sẽ bỏ cuộc. Và khi mà Diễm nghe những cái cuộc phỏng vấn từ những cái người thành công, mình mới thấy rằng là cái niềm tin của họ rất là mãnh liệt, niềm tin về cái sự thành công nó rất là vững vàng, rất là chắc chắn. Đó là cái sự khác biệt giữa người thành công với người không thành công. Không phải là người thành công do họ giỏi hơn, hay là do được ưu ái hơn, hay là do cái số đúng không? Mà bởi vì đơn giản mọi thứ nó xuất phát từ niềm tin, bởi vì niềm tin của họ nó vững vàng hơn, và từ cái niềm tin đó không có lay chuyển ngoài dù bất cứ chuyện gì, và họ khai mở được tiềm thức. Tiềm thức họ bắt đầu liên kết với lại cái niềm trí tuệ vô biên đúng không ạ, và biến những cái giấc mơ trở thành hiện thực. Và mình cũng đã đọc qua cái câu chuyện của một cái bài diễn thuyết giá trị 1 tỷ đô la, và tác giả cũng đã chia sẻ cho mình cái công thức đó. Công thức đây: tập đoàn thép Hoa Kỳ ra đời bắt nguồn từ một cái ý tưởng được hình thành qua trí tưởng tượng của ông Schwab đúng không ạ. Đầu tiên là một ý tưởng,
Và ông hòa cái ý tưởng đó vào một cái niềm tin mãnh liệt. Niềm tin nghe chị nha. Còn nếu như một ý tưởng mà mình không có niềm tin, mình không nghĩ rằng là mình có thể làm được ấy, à, dạ thì thôi khỏi làm. Tại vì một điều gì đó mà mình nghĩ rằng mình không làm được là chắc chắn là không được đâu nghe chị. Cái tâm trí của mình nó rất là hay, bộ não mình nó hay lắm. Dũng nhớ lại hồi xưa á. Hồi xưa khi mà mẹ mẹ của Diễm hay nhờ Diễm xuống bếp lấy một cái món đồ nào đó, nhưng mà trước khi mà Diễm xuống lấy, mình bảo mẹ mình rằng là hồi nãy mình không có thấy cái món đồ đó đó đâu. Mẹ mình bảo rằng cái bắt đầu Diễm cũng xuống đi xuống và mình nhìn không có thấy thật. Mình bảo với mẹ mình rằng là con không có thấy. Xong mẹ mình bảo ra mẹ để đó mà sao lại không thấy. Thế là mẹ mình xuống chỉ cho mình cái món đồ ngay trước mắt mình luôn, mà lúc thật là mình không thấy thật. Không biết đâu các anh chị nào đã từng trải nghiệm qua điều này không, hoặc là mình đi kiếm một cái món đồ nào đó mà mình để thất lạc, mình đinh ninh trong đầu là cái món đồ đó nó không có ở vị trí đó đâu, và thế là mình lại mình kiếm không thấy thật. Nhưng mà sau khi đúng không ạ, có một số các anh chị hồi xưa là mình còn đi giá ông địa không, đó, đi đốt nhang giá ông địa cúng thần tài đó để mình tìm kiếm được cái món đồ đó. Thì sau khi mình cầu nguyện xong mình tìm lại ra lại đúng cái chỗ hồi nãy mình kiếm không thấy, sau khi mình cầu nguyện cái là mình lại thấy. Hả các anh chị, bởi vì các anh chị biết đó là cái bộ não của mình đó nó có một cái khả năng nó có thể bóp méo rồi bóp méo sự thật thông qua những cái quyết định bên trong tâm trí của mình. Bộ não mình nó nghe lời mình lắm, cái chị bảo sao nó làm y chang như vậy. Nó có bộ trong bộ não của mình nó có một cái điểm mù nha, mà khi mà cái chị ra quyết định cho nó rằng là không thấy là nó che luôn. Thật cái này là trong NLP người ta có nghiên cứu đàng hoàng đó nha chị. Nên là vì thế nếu như mà mình bảo với lại thì chính mình rằng là tôi sợ là tôi làm không được, rồi là xong rồi đó, xong rồi đó cái chị nha. Ừ, não bộ của mình nó sẽ bắt đầu thực hiện cái nhiệm vụ chức năng bóp méo, nó có những cái điểm mù và nó sẽ che lại và nó sẽ không cho các anh chị bất kỳ cái trí tuệ, cái thông minh sáng suốt hay bất kỳ ý tưởng nào, và cũng không có năng lượng luôn để mà mình có thể thực hiện cái điều mình muốn làm. Nên thành ra là một cái khát vọng nó cần phải hòa trộn vào một cái niềm tin. Mình phải đưa ra cái quyết định là mình làm được cái gì, thì ngay lập tức cái chị nha, bộ não của mình nó sẽ rất là thông minh sáng suốt đúng không ạ, cực kỳ thông minh sáng suốt luôn. Nó giúp cho cái chị có cái năng lượng à, để cho mình có thể thực hiện mục tiêu. Nên nếu như mình bắt đầu bắt tay vào làm việc mình bảo đầu là không được thì thôi khỏi làm. Còn nếu như mình biết rằng là mình phải làm được cái điều này, bởi vì mình phải làm được điều này thì mới giúp cho mình có thể đạt được cái mục tiêu trong cuộc đời, mà bây giờ mình chưa tin thì sao ạ? Thì mình dùng cái gì để mà mình cài đặt lại niềm tin nha chị? Dùng phương pháp nào ạ? Sau khi mình có niềm tin à, phương pháp tự cảm thị nha. Dạ, lặp đi lặp lại, tự cảm thị cho đến khi cơ thể mình nó tin. Cơ thể mình nó hay lắm các chị. Chẳng hạn Diễm ví dụ, cái chị đang ngồi trong trong một cái lớp học, ha, cái thầy viết lên bảng là 1 cộng 1 bằng. Xong thầy hỏi mình 1 cộng 1 bằng mấy, mình bảo ra 1 cộng 1 bằng 2. Thầy mình bảo rằng sai rồi, 1 cộng 1 bằng 3. Sau đó nguyên cả lớp không, mình hỏi ai cũng bảo rằng 1 cộng 1 bằng 3 hết. Thì Diễm hỏi các anh chị, bắt đầu cái niềm tin của mình nó có hơi hơi lung lay không? Nói quái, có khi nào mình nhớ nhầm nhỉ? Sao có mình là 1 cộng 1 bằng thằng bằng 2 thôi. Tất cả mọi người 1 cộng 1 bằng 3 hết. Các chị bắt đầu niềm tin của mình lung lay đấy. Nó cũng giống như tiềm thức của các anh chị á, cứ ngày nào các anh chị cũng nhắc đi nhắc lại, lặp đi lặp lại, lặp lại riết 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 riết, cái là cái niềm tin cũ nó sẽ bị lung lay và dần dần nó sẽ được thay thế bởi niềm tin mới. Nhưng mà cái này nó cần phải sự kiên trì kiên nhẫn nha, chứ không phải là mình cứ bảo mình mới ám thị có ngày ngày hôm sau là mình có luôn điều đó đâu. Còn tùy thuộc vào cái niềm tin, cái độ tin tưởng của các anh chị tới đâu thôi. Có người thì họ dùng từ cái ám thị rất là nhanh đạt được, nhưng mà có người thì chưa nhanh, nên là cái này thì nó không phải là điển hình.
Tiếp theo, đó là ông đã hình thành cái kế hoạch để biến ý tưởng đó thành hiện thực. Lên kế hoạch. Chứ còn nếu như mà mình chỉ có khát khao, mình có niềm tin nhưng mà mình không hành động thì cũng chả có chuyện gì xảy ra hết, đúng không ạ? Thứ tư, sau khi mà lên kế hoạch xong thì ông ấy đã bắt đầu hành động dựa trên kế hoạch mà mình đã đặt ra. Đây, điều thứ năm là điều cực kỳ quan trọng. Có thể là bước 1, 2, 3, 4 anh chị nào cũng có thể làm được. Nhưng mà bước thứ năm nè, là ông đã kiên định thực hiện và theo đuổi đến cùng ý tưởng đó. Kiên định thực hiện và theo đuổi đến cùng ý tưởng đó. Thì Diễm thấy là những cái người thành công thì họ làm đủ năm bước này luôn anh chị. Còn một số người mà chưa thành công á, đó là bởi vì họ chưa có làm trọn vẹn bước thứ năm. Cũng có hành động nhưng mà không có kiên định mà bị bỏ cuộc giữa chừng, bị hù, bị gì hù, bị những cái vấn đề nó hù, những điều không thuận lợi hù. Nhưng mà mình không biết rằng nghe chị, mọi cái vấn đề, mọi cái điều không thuận lợi ẩn đằng sau đó là những cơ hội để giúp cho mình có thể sao mà tiến tới và đạt được mục tiêu của mình. Trên cái hành trình nghe chị, có thể là trên cái hành trình mà mình đi từ nấc thang thứ nhất lên nấc thang thứ 10 đúng không ạ? Ai rồi cũng phải đi qua những cái nấc thang. Nếu như người khác không làm được, mình làm được thì mình mới có được những thứ người khác không có được chứ, đúng không ạ? Nên là Diễm hay nói với chính mình, ok, mình đi tới nấc thang này và mình gặp bài toán này. Những cái người thành công họ đã giải được cái bài toán này nên là họ lại được tiếp tục lên nấc thang tiếp theo. Nên là không thể nào mình gặp bài toán này mà mình dừng lại, mình lại quay đầu được. Nếu mà những người thành công họ làm được, chắc chắn có lời giải rồi, đúng không? Vì cũng mình là học 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 theo người thành công thôi. Mình hỏi họ, mình xem là họ đã giải bài toán như thế nào. Sau đó mình học và mình cũng giải bài toán đó, mình lại tiếp tục lên nấc thang tiếp theo. Và Diễm nói với anh chị là khi mà mình giải cái bài toán đó để lên nấc thang tiếp theo á, thì mình biết rằng là có rất là nhiều người trên hành trình đó, rồi họ cũng sẽ gặp bài toán đó và họ cần lời giải, đúng không ạ? Mình đã đi qua rồi, mình có được cái lời giải rồi, mình trở thành con người có nhiều giá trị hơn rồi, nên là mình có thể là trao được cái giá trị đó để giúp đỡ cho rất là nhiều người khác. Và có một cái quy luật gọi là quy luật cân bằng của vũ trụ. Những cái gì mình nhận được nó sẽ bằng cái tư duy gốc rễ của mình cộng với lại cái giá trị mình trao đi cho cộng đồng. Nên nếu bản thân của mình có nhiều giá trị mình giúp đỡ cho nhiều người thì cái phần thưởng mình nhận lại nghe chị ha, đó là tiền bạc, đó là sự thành công, đó là sự giàu có. Nên là vì sao không bỏ cuộc như vậy? Bởi vì chị biết rằng là cứ mỗi nấc thang của mình, mỗi cái bài toán mình giải sẽ có rất nhiều người cần. Và mình mà giải được bài toán nào có nghĩa là mình lại gia tăng thêm giá trị cho bản thân của mình. Chị ví dụ nha các chị. Trước đây Diệm đã từng là một cái người không không có tự do về tài chính. Thời trước Diệm đi làm hưởng lương mà mình chả biết cách quản lý tiền luôn cơ. Nhưng mà ngày hôm nay Diệm đã giải được cái bài toán về tài chính rồi. Bây giờ Diệm nói cuộc sau đại Diệm đã có được cuộc sống tự do về tài chính. Vậy Diệm hỏi các anh chị, có rất nhiều người ngoài kia họ có đang cần cái lời giải để có cuộc sống tự do về tài chính không ạ? Diệm đã từng là một cái người không có được cái sức khỏe tốt gì. Nhưng mà ngày hôm nay Diệm đã giải được cái bài toán đó. Và hiện tại thì mình có được một sức khỏe rất là tốt, có được một cái vóc dáng rất là tuyệt vời. Vậy Diễm hỏi các anh chị, có nhiều người ngoài kia họ đang loay hoay để tìm được cái lời giải về sức khỏe không ạ? Diễm đã từng là một cái người không có mối quan hệ tốt ngay cả với bản thân của mình. Cũng không biết cách xây dựng mối quan hệ với mọi người luôn. Đã từng có những cái mối quan hệ không được hòa hợp. Nhưng mà bây giờ Diễm đã giải được bài toán về mối quan hệ rồi. Mình có được cái sự hạnh phúc
với bản thân của mình và với những cái người xung quanh của mình. Thì Diễm hỏi các anh chị ở ngoài kia, có nhiều người họ đang loay hoay để tìm được cái lời giải của mối quan hệ không ạ? Có không anh chị? Có hàng triệu người ngoài kia, hàng tỷ người ngoài kia họ đang loay hoay. Một số các anh chị thì tìm lời giải về tài chính, số các anh chị thì tìm lời giải về sức khỏe, một số các anh chị tìm lời giải về mối quan hệ. Nếu như Diễm chỉ mỗi giải được bài toán về tài chính thôi thì Diễm sẽ giúp được rất là nhiều người họ đang quan tâm về tài chính. Nếu mà Diễm chỉ giải bài toán về sức khỏe thôi thì Diễm chỉ giúp được, đúng không ạ? Rất là nhiều anh chị họ chỉ đang lên họ giải bài toán về sức khỏe. Nhưng cái này Diễm giải được cả ba. Cái giá trị của mình cao hơn và cái phân khúc đối tượng khách hàng của Diễm giúp đỡ nhiều hơn. Vì vậy Diễm nhiều tiền hơn. Nói cái gì? Có nghĩa là Diệp cũng đã từng không có cái nghĩa lời giải đâu ạ. Và mình không có bỏ cuộc, mình phải giải từng bài toán một. Và nếu như Diệp bảo với các anh chị rằng là các anh chị ơi, Diệp đã giải được bài toán này rồi. Nếu mà các anh chị cũng mong muốn giải bài toán này, hãy đến đây, Diệp sẽ chỉ cho. Thì các anh chị đến không? Đến ngay chứ. Có nhiều anh chị ở ở sao, ở nước ngoài cũng bay về Việt Nam mà. Ở Mỹ nha, ở Đức nha, ở Canada nha, ở khắp nơi trên thế giới đều tụ về Việt Nam để gặp. Đến ngay. Nhưng mà Diễm nói với các anh chị là nếu một người xa lạ mà Diễm bảo như vậy thì chưa chắc gì họ đến đâu. Bởi vì á, con người của mình nữa hả, chỉ mua hàng với những ai mà mình yêu thương, quý mến và tin tưởng thôi. Nên là Diệp cũng phải có một cái khoảng thời gian để xây dựng mối quan hệ với các anh chị, đúng không ạ? Rồi các anh chị tin tưởng và các anh chị biết rằng là ok, mình có những cái thành công thật và các anh chị yêu thương, quý mến, tin tưởng Diệm, các anh chị đồng ý để cho Diệm giúp đỡ. Đó là bán hàng đó các anh chị. Có bao giờ các anh chị từng muốn mua một món đồ nào đó, có cửa hàng kế bên bán luôn, nhưng bởi vì mình không thích người bán hàng đó nên mình không mua? Có không ạ? À? Mình có thể ra xa một tí, gặp cái người bán hàng dễ thương hơn, mình thích cái người đó hơn. Mặc dù chạy xa một tí, nhưng mà mình cũng chạy. Nên là trong cái hành trình mình gia tăng bản thân của mình, trở thành con người có nhiều giá trị hơn rồi, thì mình cũng phải học thêm những cái kỹ năng đó nha chị. Để sao ạ? À? Học thêm những cái kỹ năng để xây dựng mối quan hệ, đúng không ạ? Để cho mọi người yêu thương, quý mến, tin tưởng mình. Khi mà mọi người yêu thương, quý mến, tin tưởng mình rồi, mọi người mới đồng ý để cho mình giúp đỡ. Chứ còn không, ta biết mình là ai đâu mà tự nhiên. Rồi mặc dù mình có thành công thật đấy, nhưng mà người ta biết rằng đâu ai biết được mình có thành công thật hay không, hay như thế nào. À, cái đó là cái hành trình về cái việc mình giúp đỡ cho mọi người nữa. Nên là cái ví dụ này, Diễm muốn cho các anh chị thấy rằng là cứ mỗi cái điều không thuận lợi mà các anh chị gặp, hãy biến nó thành tài sản. Đó là tài sản của các anh chị đó. Ok, bây giờ tôi chưa biết làm cái này. Và mình phải biết rằng là nhiều người ngoài kia họ cũng không biết làm cái này. Vậy thì nếu như mà các anh chị làm được, thì mình sẽ trở thành con người có rất là nhiều cái giá trị để mình có giúp đỡ được cho nhiều người. Đơn giản vậy thôi. Và Diễm luôn luôn nắm bắt những cái điều không thuận lợi của mình để biến nó thành, để biến nó thành tài sản của mình. Vì mình biết rằng nhiều người ngoài kia cũng gặp. À, chứ không phải là mình gặp điều không thuận lợi xong cái mình thôi chạy luôn ạ. À. Mình bỏ cuộc luôn đúng không? Rồi nhiều người người ta cũng gặp cái đó, ai chỉ cho người ta. À, thành ra mình phải làm được các anh chị thì mình mới hướng dẫn lại được đúng không ạ? Mình mới cho giá trị được chứ. Giống như Diệm nói với các anh chị hồi xưa Diệm cũng không có một cái làn da đẹp đâu nhé. Nhưng mà Diệm bảo với chính mình rằng là sao? Cơ hội. Cơ hội để mà mình tìm ra được lời giải. Và khi mà Diễm tìm được lời giải thì sao ạ? À? Thì Diễm có thể giúp đỡ cho rất là nhiều người anh chị ngoài kia, họ đang không có làn da đẹp, bây giờ họ có làn da đẹp. Khá là Diễm trao được nhiều giá trị, mình lại có được thêm phần thưởng, đó là về tài chính. Chứ không phải là mình lựa chọn cái con đường đó là mình bỏ cuộc. Nên có một cái câu nói rất là hay như thế này, là người kẻ bỏ cuộc không bao giờ chiến thắng, đúng không ạ? Còn người chiến thắng thì không bao giờ bỏ cuộc.
Người thành công thì không bao giờ bỏ cuộc đúng không ạ? Còn người bỏ cuộc không bao giờ thành công. Thì anh chị nào mà trải nghiệm cái quy trình cá chép hóa rồng, các anh chị sẽ hiểu điều này. Một khi mà ý chí của các anh chị mà sắt đá là vũ trụ sẽ bẻ cong hết mọi thứ giúp cho các anh chị thành công. Vậy thì đó là năm bước đã giúp cho ông SWAT liên minh, là liên minh đúng không ạ, một cái tập đoàn thép và tạo ra được một cái khối lợi nhuận hàng tỷ đô la sau sau khi cái điều liên minh đó nó xảy ra và đi theo năm bước. Trên cái hành trình thành công của Diễm thì Diễm cũng đi đúng năm bước như vậy, không làm thì thôi, làm tới nơi tới chốn, làm là rất là kiên trì kiên nhẫn luôn. Kiên trì kiên nhẫn làm không chỉ là để làm cho có cho xong nhé. Kiên trì kiên nhẫn làm để giúp cho mình đạt được mục tiêu. Và Diễm nói với các anh chị là không phải là mình có thể là một số các anh chị đã quyết định là mình sẽ có một cuộc sống ổn định, một số các anh chị đã quyết định là mình chỉ cần trung lưu là mình ok rồi, một số các anh chị mình đưa ra quyết định đó là mình phải trở thành triệu phú. Và những cái quyết định của mình nó sẽ làm nên cái cách chơi của mình. Hồi xưa Diễm từng trải nghiệm mà các anh chị. Hồi xưa là Diễm chỉ đưa ra quyết định là sao? Là mình có đủ tiền để mình trang trải qua ngày thôi. Và khi mà Diễm ra quyết định như vậy thì cuộc sống của mình nó luôn luôn như vậy. Cho đến khi tham gia vào môi trường câu lạc bộ thì mình mới biết được rằng người giàu á, không chỉ là họ chỉ mong là có được cái khoản tiền vài chục triệu một tháng để qua để có thể là sống theo kiểu trung lưu đâu, mà là họ luôn hướng tới cái sự giàu có, luôn hướng tới cái sự giàu có thì nâng cao cái tiêu chuẩn sống của mình hơn. Và họ không ra quyết định là đủ để qua ngày, mà họ ra quyết định đó là họ có cuộc sống giàu có. Bởi vì khi mà các anh chị đưa ra quyết định nào thì tiềm thức của mình cũng sẽ giúp cho mình đạt được cái điều đó. Nên là đôi khi không phải là do là mình chưa đủ giỏi, mình chưa đủ tốt hay là chưa đủ cơ hội các thứ đâu ạ. Mà đôi khi mình cũng cần phải nhìn lại cái mục tiêu của mình, cái quyết định của mình. Quyết định của mình tới đâu thì cơ hội tới đó các anh chị nha. Và mình cũng đã đi qua về cái chương tự cảm thị. Và trong cái chương này tác giả nhắc tới tiềm thức rất là nhiều. Các anh chị thấy không ạ? Tiềm thức rất là nhiều. Mặc dù cái từ tiềm thức này á, có nhiều người ta nghe ta không thích đâu. Người ta thấy cái gì nó hơi ảo ảo, hơi dịu dịu quá. Nên là có một câu nói như thế này, họ cười tôi đúng không? Vì tôi không giống họ. Còn tôi cười họ vì họ quá giống nhau. Bởi vì cái chị biết là 20% cái nhóm người ở trên thế giới đang chiếm giữ 80% tài sản thế giới nha. Và 80% số người còn lại thì đang tranh giành nhau 20% còn lại. Có nhiều người họ nói là trời sao câu lạc bộ mình chia sẻ cái gì mà nó hơi ảo ảo, dịu dịu ấy. Nhưng mà không sao hết. Bởi vì Diễm biết được rằng là những cái gì mà đang ứng dụng nha chị, nó nằm ở một cái tầm tư duy của những cái người trong top, những người giàu có nhất trên hành tinh. Nên là đơn giản và họ không hiểu cũng bình thường, không sao hết. Và khi mà các anh chị đọc những cuốn sách này, cái niềm tin của các anh chị sẽ mạnh mẽ hơn. Như Diễm á, hồi xưa khi mà mới tham gia vào trường câu lạc bộ Diễm cảm thấy nó ảo lắm. Cái gì tiềm thức biết thiệt không? Nhưng mà có một cái đợt cái gì Diễm bay ra thế giới, Diễm học trực tiếp từ tỷ phú Tony Robbins ấy. Chuyến đi đó cũng 200 triệu đó, để học được trực tiếp từ ông ấy. Thì trời ơi, cũng chia sẻ về tiềm thức không. Tiềm thức không luôn ấy anh chị. Và lúc đó Diễm rất là bất ngờ luôn. Rất là bất ngờ luôn, là bởi vì mình thấy rằng là ô, những cái kiến thức mà mình phải bỏ ra 200 triệu mình học, và những kiến thức này mình đã được học ở môi trường câu lạc bộ. Và cái niềm tin của mình nó rất là mạnh mẽ. Và mình mới hiểu được lý do là vì sao mình và rất là nhiều anh chị trong môi trường câu lạc bộ thành công nhanh đến như vậy.
mình thành công lúc đó là cái cuộc sống của mình cũng tự do tài chính rồi các anh chị, mà mình không hiểu là sao mà nó lại thành công nhanh đến như vậy luôn. Thì khi mà Diễm bay ra thế giới học từ người giỏi nhất, học từ tỷ phú luôn rồi, thì Diễm mới thấy rằng đúng là đẳng cấp. Anh chị ở đây, các anh chị ngồi tại nhà đúng không ạ, mỗi ngày chỉ cần vào Zoom thôi, các anh chị đã được tiếp cận những cái kiến thức phải nói là đỉnh đỉnh, đỉnh nhất thế giới rồi các anh chị. Diễm bỏ ra cả 200 triệu, khi mà Diễm vào thì Diễm cũng học về tri thức, từ niềm tin, rồi khát vọng, rồi tự kém thị, cũng những cái điều này thôi mà mình đang được học miễn phí tại môi trường câu lạc bộ. Thì ở đây á, cái cách mà mình có thể sử dụng từ kém thị ở đây tác giả chia sẻ mình rất là kỹ các anh chị nha. Nên là các anh chị hãy tưởng tượng như này, hãy tưởng tượng như thế này, nói về tiềm thức nha. Tiềm thức giống như là một cái khu vườn màu mỡ, khu vườn đó sẽ đầy cỏ dại nếu những cái hạt giống tốt không được gieo trồng. Và tự kém thị là một cái cách thức để giúp cho bạn gieo vào tiềm thức của mình những cái suy nghĩ mang tính sáng tạo, hoặc là bỏ mặc cho những cái suy nghĩ có tính chất phá hoại tìm thấy lối vào khu vườn màu mỡ đó của tâm hồn. Và có một cái quy luật của vũ trụ trong trong cái cuộc sống này anh chị, nên là chỉ có một là phát triển hay là lụi tàn thôi, nó không có trạng thái đứng yên. Một là các anh chị phát triển, hai là lụi tàn, không có trạng thái đứng yên. Không biết nhà các anh chị có vườn không, có một cái mảnh đất nào mà nó là cái khu vườn, nếu như cái mảnh đất đó của mình các anh chị không trồng gì hết, thì sau một thời gian các anh chị quay lại mảnh vườn đó, theo các anh chị là chuyện gì xảy ra với cái mảnh vườn đó ạ? Anh chị comment giúp Diễm được mà. Mình chả làm gì cái vườn đó nha. Cỏ nó mọc, các anh chị có đồng ý với Diễm không? Sau đó các anh chị đi làm vườn, đi đi là lôi cỏ hết, coi như là phải cắt cỏ hết. Sau đó không làm gì cả với khu vườn đó tiếp, thì theo các anh chị mấy tháng sau chuyện gì lại xảy ra? Mình đâu có trồng cỏ đâu nha. Thật, hồi xưa Diễm có cái khu vườn đó nghe chị, mình mới thắc mắc là làm gì mấy cỏ đi mọc nhanh dữ vậy trời, đi nhổ cỏ không cũng thấy bà luôn mà nhổ lại mọc, nhổ lại mọc luôn ạ. Vậy thì Diễm hỏi các anh chị, bây giờ các anh chị lên kế hoạch giúp Diễm bây giờ làm sao để trong cái khu vườn đó nó không mọc cỏ nữa. Anh chị nào có kinh nghiệm ạ? À? Giờ làm sao để trong khu vườn đó nó không có mọc cỏ nữa, mà cái khu vườn đó nó có thể mang lại kết quả gì đó cho mình ăn nha. Trồng cây, đúng không nghe chị? Mình trồng cây gì đó ở trong cái khu vườn của mình, thay vì mình không làm gì cả thì cỏ nó mọc đấy. Nên là các anh chị thấy là vì sao, đúng không? Có một số các anh chị đã rất là lâu lắm rồi mình không có phát triển bản thân. Mình cứ sáng đi làm, cứ tối về nhà, sáng đi làm rồi mình cứ tối mới về nhà. Và mình cũng không có hiểu về những quy luật vũ trụ á, nên là mình hay suy nghĩ về những cái mình lo lắng cho tương lai, đúng không ạ? Mình hay suy nghĩ về những cái điều không được tốt đẹp. Thì Diệp nói các anh chị, khu vườn của các anh chị quay lại, tại thôi cỏ mọc đầy luôn. Và hiển nhiên là mình sẽ thấy rằng là trong cuộc sống của mình, cứ bên trong lòng của mình nó cứ có một cái điều gì đó mình cảm thấy không vui, mình cảm thấy không thoải mái, mình cảm thấy không có hạnh phúc, và những cái gì nó xảy ra trong cuộc sống của mình không có đạt được những điều mình mong muốn. Đó là bởi vì đơn giản thôi anh chị, khu vườn của mình lâu quá rồi không có ghé thăm, chả gieo trồng cái cây gì hết trơn trọi giờ cỏ không. Nên là việc của mình nghe chị nha, trồng cây vào trong cái khu vườn tiềm thức của mình. Khi mà các anh chị mỗi ngày mình chủ động mình trồng, mình chủ động mình trồng cây và mình chăm sóc cho cái cây của mình nghe chị, thì từ từ nó sẽ thành quả, đúng không ạ? Có quả cho mình ăn. Không thể nào mà tối nay các anh chị trồng sáng ngày mai có quả liền nữa. Giờ mình gieo trồng xong mình phải tưới nước, mình chăm sóc chứ, kiên trì kiên nhẫn nghe chị, thì từ cái hạt đó nó mới thành cây và nó ra quả được nha. Nên nói gì nói các anh chị, chỉ cần là một tháng thôi mà các anh chị không chủ động gieo vào tiềm thức của mình những cái tư duy, những cái điều tốt đẹp á,
thì các anh chị thấy là tự dưng cái cuộc sống của nó kỳ kỳ ngay á thật. Nên là các anh chị biết không, có nhiều anh chị khi mà tham gia vào môi trường câu lạc bộ á, họ rất là thành công, sau đó họ tưởng rằng là thôi học vậy là đủ rồi, cứ nghe đi nghe lại mấy cuốn sách này, đọc hoài rồi, thôi nên là tôi không vô nữa, họ không vào nữa các anh chị ha. Và khi mà họ không vào những buổi Zoom câu lạc bộ nữa thì sao, họ quay lại cuộc sống bình thường. Mà Diễm hỏi các anh chị nè, cái cuộc sống ngoài kia á, mỗi ngày có ai ghi nhận thành công, ăn mừng thành công cho các anh chị không? Mỗi ngày ngoài kia có ai nhắc nhở các anh chị rằng là mình phải tập trung điều tích cực, điều tốt đẹp, mình phải yêu thương, biết ơn. Hôm nay các anh chị đã ghi lời biết ơn chưa? Dạ, có ai nhắc không? Không nha. Ừ. Rồi, quay lại cuộc sống ngoài kia, thế là tập trung vào những điều không tích cực lúc nào cũng hay luôn. Và để cho cái khu vườn, cái cây ra hoa kết quả đang rất là tốt, giờ không có chăm sóc nữa. Thì sao ạ? Thì cái cây mà các anh chị không chăm sóc nữa, thời gian sau thì nó lên đường thôi. Và để lâu nữa thì sao? Thì cỏ dại nó lại mọc, và cuối cùng cuộc sống nó quay trở lại như cũ luôn. Quay trở lại như cũ luôn nghe chị. Và lúc đó chịu hết nổi rồi đúng không ạ? Thì mới bắt đầu quay lại môi trường câu lạc bộ. Và quay lại môi trường câu lạc bộ nghe chị, khoảng 3 tháng sau thôi thì trời ơi, thành công lại quá trời, nói tiếp thành công. Thế chị ấy mới bảo rằng là em ơi, sao môi trường câu lạc bộ hay dữ vậy em? Bộ có phép màu gì trong đây á? Vậy đó, mấy các anh chị là chả có phép màu gì trong đây cả. Nó chỉ có một cái là một cái quy luật thôi. Khi mà các anh chị tập trung vào những điều tốt đẹp, là mỗi ngày các anh chị gieo trồng vào cho mình trong tiềm thức của mình, đúng không ạ? Phải gieo trồng các anh chị, mình phải ý thức được cái việc chủ động gieo trồng vào trong tiềm thức của mình những điều tốt đẹp, thì cái quả mình gặt được đó là cái quả tốt đẹp thôi. Còn cái khu vườn mình chả quan tâm, mình chả phát triển gì hết, mình không có phát triển bản thân mỗi ngày, mình không có nuôi dưỡng những điều tốt đẹp vào cho khu vườn của mình, thì cỏ dại nó tự mọc, mặc dù các anh chị không làm gì cả. Không làm gì cả cũng là một cái hành động đó các anh chị. Và trong vũ trụ của mình, các anh chị hãy nhớ rằng là một là phát triển, hai là lụi tàn. Không làm gì cả có nghĩa là mình đang lụi tàn dần đó. Ok ha. Rồi, cảm ơn các anh chị rất là nhiều đồng hành cùng với Diễm trong sáng ngày hôm nay. Vậy thì chúng ta có hai cái thói quen, sau ngày nào cũng nhắc. Giờ các anh chị mà không bầu Zoom không ai nhắc đâu. Đó là mình rất vội phép màu cho ngày mới. À, cũng như là sao ạ, chúng ta ghi ít nhất là 10 điều mà các anh chị cảm thấy biết ơn trong cuộc sống. Vì sao Diễm nhắc các anh chị ghi biết ơn mỗi ngày? Khi mà các anh chị ghi biết ơn, nó cũng là một cái lời để các anh chị tự cảm thị đó. Các anh chị ghi mỗi ngày có nghĩa là các anh chị đang tự cảm thị mình mỗi ngày. Đúng không ạ? Các anh chị biết ơn người này, biết ơn người kia, đã giúp đỡ cho mình, đã hỗ trợ cho mình. Đúng không? Là mình đang tự cảm thị mình đó các anh chị. Tự dưng cái trên hành trình cuộc đời các anh chị thu hút rất là nhiều những con nhiều quý nhân lại tiếp tục đến. Ngày nào các anh chị cũng biết ơn những cái lời yêu thương đúng không ạ, những cái điều tích cực thôi, thì đó là những cái điều mà mình đang tự cảm thị vào trong trong cái khu vườn tiềm thức của mình. Các anh chị biết ơn người khác, nhưng mà sự thật ra chính mình sẽ là người nhận được đầu tiên. Hôm qua Diễm mới nghe một bạn ăn mừng thành công như thế này. Bạn ấy đang mong muốn thu hút người yêu lý tưởng. Đã, mong muốn thu bây giờ mới khao khát, cũng ba mấy tuổi rồi, đang tôi muốn thu hút người yêu lý tưởng. Xong rồi Diễm mới bảo rằng là bây giờ chị Diễm chỉ cho mỗi ngày biết ơn đi, biết ơn đồ ha, cái biết ơn cái người yêu lý tưởng ấy, như thể là đã có cái người đó rồi, người đó đã xuất hiện trong cuộc đời của mình rồi, cứ ghi biết ơn đi. Thế bạn ấy cũng bắt đầu ghi nha, trước giờ chưa bao giờ ghi biết ơn người yêu đâu, biết ơn cái khác thôi, bắt đầu ghi nghe chị, ghi mới tầm khoảng tuần thôi. Cái hôm qua bạn ấy nói với Diễm như này: "Ôi trời ơi Diễm ơi, hỏi sao tự dưng cái dạo này mình thấy mình yêu bản thân của mình ghê. Trước đây chưa bao giờ có cảm giác này luôn, trước đây chưa bao giờ biết yêu bản thân là cái gì luôn. Chỉ nhìn vào bản thân và chê trách bản thân thôi, chưa bao giờ yêu bản thân." Và công nhận có vẻ nó hiệu nghiệm nghe chị. Bởi vì các anh chị biết sao ạ? Bạn ấy kể như này là bởi vì mỗi buổi sáng mình hay ghi rằng là biết ơn cái người yêu của mình đã yêu thương mình các thứ này kia như thế nào. Và những cái lời mà bạn ấy ghi á các anh chị, nó được ám thị vào trong tiềm thức của bạn ấy đúng không ạ? Và chưa cần ai phải yêu bạn ấy cả, mà chính bạn ấy là người yêu bạn đầu tiên luôn. Bạn ấy cảm thấy rất là hạnh phúc, cảm thấy bên trong rất là đủ đầy, cảm thấy rất là tuyệt vời. Các anh chị nha, những cái lời mà các anh chị ghi biết ơn một ai khác, nhưng sự thật ra là mình đang gieo trồng tiềm thức của mình những cái hạt giống tốt đẹp mỗi ngày. Nên thành ra kỷ luật trong cái việc ghi lời biết ơn nhé. Khi mà các anh chị ghi biết ơn thì mình sẽ có được nhiều hơn đúng không? Ok ha, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhắm mắt lại và hoàn thành ngày mới bên trong tâm trí của mình trước khi ngày mới bắt đầu. Cảm ơn các anh chị.